Cùng đến với review phim hôm nay nào, lại là một bộ tổng tài và lọ lem sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Cùng theo dõi cuộc hành trình của Lục Phần và tổng tài Minh Thần nhé. Ở bệnh viện, Minh Thần tỉnh dậy mà không hiểu tại sao mình lại ở đây. Thì ra anh vừa gặp một biến cố tai nạn và được cô nàng Lục Phần cứu mạng đưa tới đây. Khi cả hai tiếp xúc gần, Minh Thần nhận ra sự khác lạ rồi bất ngờ hôn Lục Phần luôn. Quá bất ngờ, cố liền gọi anh là biến thái cơ hội. Không ngần ngại, Minh Thần ngỏ lời luôn về một bản hợp đồng hôn môi với Lục Phần với bất kỳ điều kiện gì mà cô muốn, chỉ cần hôn anh mỗi ngày là được. Cô nàng thì vẫn ngơ ngác chả hiểu thằng cha này nghĩ gì luôn. Để hiểu câu chuyện ra sao, ta quay trở lại vài tiếng trước đó. Tổng tài Minh Thần trên con xe mạch G63 ngầu lòi bước xuống cùng hai đệ tử. Ở đây anh và Lục Phần cũng đã lướt qua nhau ở đại sảnh khách sạn. Vào tới phòng chờ, anh bạn Nhất Giang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Minh Thần, vì nếu không đảm bảo anh có thể hẹo bất cứ lúc nào với căn bệnh quái ác này. Còn bệnh gì thì tí chúng ta sẽ rõ. Bên ngoài một cuộc tuyển chọn chuyên viên ngành rượu được tổ chức, Lục Phần cũng tham gia vì cô có một chiếc mũi nhận biết mùi hương vô cùng đặc biệt. Chỉ cần một ngụm nhỏ là Lục Phần đã đoán được tên và niên đại của chai rượu đó. Nộp bài đầu tiên trong số các thí sinh luôn, kết quả chung cuộc ban tuyển dụng đã chọn Lục Phần là người chiến thắng và có một suất làm ở tập đoàn An Đạt này. Tuy nhiên cô giám đốc ban tuyển dụng kia cũng là một người bạn cũ của Lục Phần đã tới mỉa mai cô. Coi thường người học thức thấp như Lục Phần sao có đủ trình độ để làm ở tập đoàn này, và từ chối sự góp sức của Lục Phần mặc cho cô thuyết phục. Bên trong phòng họp cổ đông của tập đoàn An Đạt, Minh Thần đã tới để họp bàn về chiến lược phát triển trong thời gian tới. Anh mạnh mẽ đưa ra chiến lược để mới hóa tập đoàn Hứa Thị nhà anh, nhưng đang phát biểu giờ thì bệnh tim của anh đột ngột tái phát. Cuộc họp buộc phải dừng giữa chừng do tình trạng sức khỏe của Minh Thần không được đảm bảo. Anh sau đó được đưa về phòng nghỉ nhưng lại không muốn tới bệnh viện để chữa trị. Anh đổi trang phục với Hà Lạc để đánh lừa đám phóng viên săn tin đã chờ sẵn ở bên ngoài. Nhưng cơ hội đó Minh Thần đã luồn đi, đám phóng viên vẫn phát hiện ra và săn đuổi anh, buộc Minh Thần phải ẩn vào nhà vệ sinh. Lục Phần cũng đang ở đây lẩm bẩm một mình và gọi Minh Thần là biến thái, nhưng cô lại giật mình nhận ra bản thân đã vào nhầm nhà vệ sinh nam nên khá ngại ngùng. Lúc này cơ thể của Minh Thần đã không thể chịu thêm được nữa nên anh gục ngã tại chỗ. Lục Phần vô cùng hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô dùng các biện pháp sơ cứu hô hấp kết hợp với hà hơi thổi ngạt để cứu Minh Thần. Thế nào anh lại tỉnh thật và lấy làm lạ với chuyện vừa xảy ra, và sau đó là đến cảnh ở bệnh viện và hai người đã môi kề môi nhau xem mà nóng hết cả mắt. Bị bố này cưỡng hôn lại còn đề nghị hợp đồng gì đó làm cô khá hốt và rời khỏi đó luôn. Nhất Giang là một bác sĩ tư của Minh Thần đến kiểm tra thì rất bất ngờ khi thấy Minh Thần khỏe như chưa có chuyện gì xảy ra. Minh Thần vội chạy đi tìm cô gái đã cứu mình ban nãy nhưng cô đã đi mất. Lúc này ta mới được nghe Nhất Giang giải thích về bệnh tình của Minh Thần là do khiếm khuyết về gen trên nhiễm sắc thể dẫn tới cơ chế tăng trưởng ngược với bình thường. Nói một cách dễ hiểu là Minh Thần đang bị lão hóa ngược và đã ở giai đoạn thứ tư của kỳ bệnh. Anh đang ở tuổi 31 nhưng mà nhìn lại cứ như là 19 vậy. Kéo dài thời gian thì cơ thể của Minh Thần sẽ càng trẻ hơn và đó là lý do anh sẽ lên cơn đau tim do cơ thể không chịu nổi sức ép đó. Lúc này Minh Thần kể về cô gái anh vừa gặp như một phương thuốc thần kỳ giúp anh đang đuối nước mà lại gặp được nguồn oxy tinh khiết. Một cảm giác kỳ lạ chưa từng gặp bao giờ, bác sĩ Nhất Giang theo số liệu điều tra thì nhận định cô gái đó đã giúp cân bằng lại những khiếm khuyết trong mã ADN của Minh Thần. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm lại bằng được cô gái đó và thử lại một lần nữa. Về phía Lục Phần, cô đang kể lại câu chuyện hồi sáng cho bạn thân nghe. Biết thêm được rằng Lục Phần có một người bạn trai tên Kiến Nam bất tài vô dụng đang ăn bám cô. Sáng hôm sau Lục Phần có ngày đi làm đầu tiên ở quầy rượu, anh bạn Hà Lạc cũng mò được tới đây để lân la tìm hiểu Lục Phần xem cô còn độc thân không. Bị dò hỏi về đời tư nên Lục Phần khá khó chịu và còn khoe rằng mình có một anh người yêu rất đẹp trai là đằng khác. Đúng lúc đó anh bạn trai gọi điện tới với thái độ rất muốn ăn đấm. Tên bạn trai này lạnh lùng hẹn gặp Lục Phần. Làm cô cứ nghĩ mình sắp được bạn trai cầu hôn thì vui như mở cờ trong bụng. Hà Lạc nghe quả kèo đó thì khá lo cho ông chủ của mình. Sau đó Lục Phần tới điểm hẹn để gặp Kiến Nam. Thấy anh ta đi với một người phụ nữ lớn tuổi, cô lại chào là mẹ chồng tương lai. Thế méo nào tên đó lại giới thiệu đây là vợ chưa cưới của hắn, làm cô ngớ người luôn. Đúng là một tên ăn bám chính hiệu, dùng chán rồi bỏ, làm Lục Phần cay điên chửi tên đó là tên hẹn hạ không xứng làm đàn ông. Bà chị kia gây gổ bên người yêu nên Minh Thần và Hà Lạc đã ra mặt can ngăn. Tên bạn trai đó còn ăn nguyên cú vuốt má của Minh Thần cho bớt cái tội ngáo. Minh Thần và Hà Lạc đã đứng ra bênh vực cho Lục Phần. Dọa cho hai người kia một trận xanh mặt, buộc tên bạn trai đó phải xin lỗi Lục Phần rồi cuông cút rời đi. Vì quá buồn nên Lục Phần ngồi lại nốc hết chỗ rượu. Hà Lạc xin phép rút trước để hai người có không gian riêng tìm hiểu nhau. Dựa vào lời ra, Lục Phần đã tâm sự rất nhiều về đời tư của mình với Minh Thần. Minh Thần ân cần lau nước mắt và an ủi Lục Phần. Nhìn thấy anh trẻ như vậy, Lục Thần liền cảm ơn và nhận Minh Thần làm em trai luôn cho nó máu. Minh Thần thì cũng chả tha thiết gì quả kèo này đâu. Thấy cô say quá nên anh bế cô về nhà. Sau đó cẩn thận bế cô tận lên ghế sofa. Cả hai lại có cơ hội tiếp xúc gần với nhau. Ý trời đã định và thế là một lần nữa môi lại chạm môi làm tôi nóng hết cả mắt.
Bác sĩ Nhất Giang theo dõi chỉ số của Minh Thần thì thấy kỳ lạ vì nó đột ngột nhảy vọt bất thường. Sáng hôm sau Lục Phần tỉnh dậy thì bất ngờ khi thấy nhóm của Minh Thần lại chuyển đến đây sinh sống. Vì ơn nghĩa hôm qua nên Lục Phần rất hoan hỉ đón tiếp những hàng xóm mới của mình. Tới chỗ làm thì ông sếp kể cho Lục Phần nghe về chuyện tối qua lúc ghé qua nhà thăm cô thì thấy một thanh niên đang cởi trần có ý định sàm sỡ nên đã mau chóng gọi cảnh sát. Bên phía Minh Thần cũng kể cho hai người bạn nghe sau nụ hôn với Lục Phần tối qua thì cô ta nôn đầy người anh, buộc anh phải thay đồ rồi lau cho cô. Một ông nào đó xuất hiện và gọi anh là biến thái. Hai bên ba mặt một lời giải thích với cảnh sát việc đêm hôm lại có mặt ở nhà của một cô gái. Ông sếp kia thì nói mình là đồng nghiệp đến thăm. Minh Thần không có lý do nào nên nhanh trí nói mình là hàng xóm của Lục Phần mới chuyển tới đây ở. Anh nhờ hai người bạn sắp xếp để thuê đứt luôn căn hộ bên cạnh nhà của Lục Phần. Sau khi mở được cửa thì cũng chứng minh được bản thân vô tội. Lục Phần trở về nhà gặp lại Minh Thần nên đã ngỏ lời cảm ơn anh đã giúp đỡ hôm qua. Sau đó mời anh vào nhà thưởng thức tay nghề pha rượu của cô. Thấy cô đối xử tốt như vậy nên Minh Thần chê luôn. Lục Phần thì thấy bản thân quá nhân hậu nên đã để tên bạn trai đó lợi dụng. Nhưng cô vẫn rất lạc quan và luôn có năng lượng tích cực làm Minh Thần cũng vui lây. Sau đó Minh Thần đi kiểm tra bệnh tình thì thật bất ngờ khi enzyme trong nụ hôn của Lục Phần đã giúp anh cân bằng lại mọi thứ trong ADN. Anh sẽ giữ được trạng thái ổn định này nhưng sẽ không vượt quá 24 giờ. Vì vậy điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để có được nụ hôn của Lục Phần mỗi ngày. Thế là anh liền tới cửa hàng rượu tặng Lục Phần một bó hoa to và rủ cô đi ăn trưa luôn. Hai người đi dạo trên đường, Lục Phần còn nghĩ anh mới chỉ là sinh viên năm 3 đại học nhưng Minh Thần cho hay anh tốt nghiệp từ 10 năm trước và đang đi kiếm tiền rồi. Cô thì nghĩ thằng này đẹp trai thật nhưng mà toàn bốc phét. Tối đó cả hai đi làm nồi lẩu riêu cua bắp bò, Minh Thần buông ra mấy câu thả thính văn mẫu sơ lít làm Lục Phần ngán đến tận cổ. Anh liền thẳng thừng rủ cô hẹn hò với mình luôn nhưng cô nàng từ chối vì muốn lo cho sự nghiệp. Cũng bảo anh xem phim ngôn lù ít thôi chứ ngáo lắm rồi. Bên này một người con trai khác của tập đoàn nhà họ Hứa tên Thiên Nhiên cũng đã quay trở lại. Hứa hẹn một cuộc tranh đấu để tranh giành sự kế thừa gia tài của tập đoàn này. Minh Thần cũng được hay tin người em Thiên Nhiên đó đã trở về và đang ở khách sạn hy nhã của nhà họ Đinh. Chị gái của Minh Thần tới thăm anh, chị gái rất lo cho sức khỏe bệnh tình của Minh Thần. Anh thì không biết sẽ sống được bao lâu nên muốn để người em Thiên Nhiên kia kế thừa sự nghiệp. Nhưng chị gái một mực phản đối quyết định đó, chuyển cảnh tới buổi khai trương ba rượu của tập đoàn Đinh Thị. Ở đây Lục Phần may mắn được gặp thần tượng của mình là anh Philip cũng chính là Thiên Nhiên. Cả hai cùng ngồi lại thưởng thức và bình phẩm về rượu vang, Thiên Nhiên khá ấn tượng với khả năng nhận biết các loại rượu của Lục Phần. Tiếp đó Thiên Nhiên tự tin đứng trước buổi khai trương của Đinh Thị phát biểu sẽ xây dựng một lớp học đào tạo các chuyên viên thử rượu để tạo thành một cộng đồng người chơi rượu vang rộng khắp cả nước. Anh cũng mời Lục Phần lên chọn giúp một loại rượu khiến cô rất thích thú. Minh Thần ngồi trong phòng theo dõi toàn bộ buổi khai trương đó và bất ngờ khi thấy Lục Phần cũng ở đó. Lục Phần nói ra nỗi lo của mình khi chưa từng được đi nước ngoài du học nên sẽ không biết cách đọc các loại rượu. Thiên Nhiên nói sẽ giúp cô khoản này và còn nhận cô là học viên đầu tiên trong lớp đào tạo chuyên gia ngành rượu của anh luôn. Chị gái cũng gặp lại Thiên Nhiên ở buổi khai trương, khuyên nhủ anh nên về Hứa Thị thăm gia đình. Nhưng có một vướng mắc gì đó khiến Thiên Nhiên khá cay ghét nhà họ Hứa và không muốn trở về đó một chút nào. Ở tòa soạn cô bạn của Lục Phần phát hiện ra bức ảnh của Minh Thần tập đoàn An Đạt. Anh ta ở hiện tại trông có vẻ khách với bức ảnh chụp một năm trước. Vì nghi ngờ nên cô đóng giả làm nhân viên lau dọn lẻn vào phòng làm việc của Minh Thần để tìm chứng cứ. Xui thay là bị Hà Lạc phát hiện nên không thu được kết quả gì. Trở về nhà Kiều Nhất cho Lục Phần xem bức ảnh của Minh Thần khá già dặn khác xa với tên hàng xóm Minh Thần kia. Thế là hai cô nàng liền mò sang thăm dò tình hình. Minh Thần nhanh trí nhận mình là Hứa Thiên Nhiên em trai của Hứa Minh Thần nên giống nhau là chuyện bình thường. Cũng mong cả hai giữ bí mật về chuyện này để tránh đám phóng viên báo lá cải săn tin. Hà Lạc nhận ra cô gái Kiều Nhất kia chính là kẻ đã đột nhập hồi sáng nên ba người lên kế hoạch cẩn thận để tránh bị bại lộ quả kèo này. Hôm sau ông nội của Lục Phần tới thăm và mang theo rất nhiều quà quê. Vì trước đó Nhất Kiều đã kể nên ông nội cũng rõ về chuyện của Lục Phần và tên bạn trai Kiều Nam kia. Hắn đúng là một tên cặn bã dám làm tổn thương cháu ông. Nhưng thấy cô vẫn vui vẻ như này ông cũng yên lòng phần nào. Sau đó Lục Phần cùng ông nội đến cửa hàng rượu nơi cô làm việc và gặp anh tổ trưởng Đại Hùng. Đại Hùng rất vui khi ông nội vẫn nhớ mình vì ngày bé cởi chuồng ông tắm cho suốt. Ông cũng dặn dò Lục Phần mau mau tìm một bến đỗ để gửi gắm làm Đại Hùng nghe tưởng bở là đang bảo mình, mạnh dạn mời hai ông cháu Lục Phần đi ăn cơm chưa luôn. Đại Hùng hồ hởi tưởng ông nội đẩy thuyền cho mình nhưng ai dè hôm nay ông tới đây còn hẹn thêm một người nữa đó là Lý Minh con trai của trưởng thôn ngày bé cũng hay cởi chuồng tắm mưa suốt. Ông nội liên tục đẩy thuyền cho Lục Phần là Lý Minh làm anh dai Đại Hùng cay lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Lục Phần khá ngại nên nhắn cho Kiều Nhất tới giải vây. Phía Minh Thần thì mấy ngày hôm nay vẫn chưa kiếm được nụ hôn nào của Lục Phần nên đang rất sốt ruột. Lại còn bị cô coi là trẻ vị thành niên nó mới cay chứ. Lục Phần lúc này đang không biết phải giải quyết sao với sự đẩy thuyền của ông nội với Lý Minh. Đúng lúc này Minh Thần đẹp trai xuất hiện giải vây. Còn mạnh dạn giới thiệu với ông nội mình là bạn trai của Lục Phần làm ông khá bất ngờ.
Thì ra đây là kế hoạch của Kiều Nhất và đám anh em xương máu để giúp Minh Thần tiếp cận Lục Phần và lấy lòng ông nội của cô. Ông nội còn nhiệt tình giúp hai người chụp ảnh trông vô cùng đáng yêu. Hôm sau ông nội dẫn cả hai tới khu công viên để trải nghiệm các trò chơi. Sau khi chơi xong, ông nội và Minh Thần đã có một cuộc tâm sự mỏng. Ông đã một mình vất vả nuôi dạy Lục Phần nên rất thương cô. Ông cũng gửi gắm Lục Phần cho Minh Thần nếu anh thật lòng yêu cháu gái ông. Nhìn hơi ngu tí thôi nhưng được cái tốt tính và có cái mũi gửi cực kỳ đỉnh. Sau mấy ngày thăm nom vui vầy thì ông nội cũng tạm biệt để về quê. Trước khi đi, ông còn cẩn thận cho cô cháu ít tiền ăn quà vặt. Sáng hôm sau vừa ra ngoài đi làm, cả hai đã chạm mặt nhau. Vì Lục Phần muộn giờ làm nên Minh Thần chở cô đi trên con mạch G63 của mình. Với tài lái xe đỉnh cao, anh đưa cô kịp tới cửa hàng trước khi hết giờ chấm công khiến cô rất cảm phục. Ở công ty hôm đó cũng xảy ra một sự cố hy hữu về sản phẩm rượu nên phía đối tác đã hủy đơn đặt hàng làm công ty mất một khoản lớn. Ông giám đốc yêu cầu anh tổ trưởng Đại Hùng tăng doanh thu và sa thải hết đám nhân viên không đạt hiệu suất bán hàng của tháng. Đại Hùng cũng về nhắc nhở Lục Phần chú ý mồm miệng để bán hàng cho tốt và cố gắng nhẫn nhịn nếu khách có khó tính. Vừa dứt lời thì một ông khách say xỉn đến kiếm chuyện với Lục Phần và trách cô bán rượu giả cho ông ta. Lục Phần cố giữ bình tĩnh giải thích chỉ là hiểu nhầm nhưng tên đó vẫn cố tình động chân động tay. Cũng may Minh Thần có mặt bênh vực cho cô. Tên khách kia còn cố tình ra mồm đổ lỗi cho Lục Phần bán rượu giả. Minh Thần ngay lập tức chụp ảnh tên đó rồi gửi cho bác sĩ Giang để check thông tin. Anh nghi ngờ tên này cố tình đến kiếm chuyện và ăn vạ để vòi tiền cửa hàng. Anh phân tích chai rượu hắn cầm trên tay là chai đã bóc từ lâu và cố tình đổ rượu đều vào trong. Một điều ngu xuẩn hơn là tên này lấy chai rượu vang trắng rồi lại đổ vang đỏ vào một cách rất kém chuyên. Bị bắt bài nhưng tên này vẫn giả mồm đổ lỗi. Chỉ đến khi cảnh sát có mặt thì tên này mới xón ra quần và bị áp giải về đồn, do đây là lần thứ 5 bắt được hắn đi ăn vạ ở cửa hàng. Minh Thần trước khi rời đi còn để lại cho Lục Phần số điện thoại của mình, phòng trường hợp có biến cố gì cứ alo là anh có mặt. Sau khi tan làm, cả hai cùng nhau đi dạo. Minh Thần thắc mắc tại sao Lục Phần lại không phản kháng trước những tình huống đó. Nhưng cô chỉ là một phận dân đen làm công ăn lương sống qua ngày thì sao dám bật lại khách để rồi tai bay vạ lây mà mất việc. Minh Thần ngỏ lời về bản hợp đồng nụ hôn kia có thể giúp Lục Phần trang trải cho cuộc sống nhưng cô từ chối vì chỉ muốn bản thân tự cố gắng chứ không muốn phụ thuộc bất cứ ai. Về nhà, Minh Thần tâm sự với Hà Lạc thì bị anh ta trêu cho một trận vì đã chót xa vào lưới tình của Lục Phần mất rồi. Minh Thần cũng không hiểu tại sao nhưng khi anh ở bên cô thì lại cảm thấy bình yên đến lạ, cảm giác như ngày anh còn bé, khi đó bố mẹ anh vẫn chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm sau vừa ra khỏi cửa, Lục Phần đã bị bà chủ nhà đến đòi tiền thuê trọ. Khất lần không được, cũng may Minh Thần đã thanh toán luôn cho cô khỏi phải lằng nhằng. Anh cũng không cần cô phải trả lại mà muốn đổi một cái khác. Đó là thời gian mỗi buổi tối Lạc Phần phải ở bên anh, thấy kèo thơm nên cô cũng đồng ý luôn. Ở cuộc họp kiểm điểm của tập đoàn An Đạt hôm đó vô cùng căng thẳng, giám đốc Trần vì đã để mất một đơn hàng lớn nên tự kiểm điểm và chờ đợi hình phạt. Nhưng Minh Thần nhớ lại những lời nói của Lục Phần trước đó rằng mỗi người đi làm cũng chỉ vì đồng lương ít ỏi nên ai cũng cần một cơ hội. Thế nên Minh Thần đã không trách ông Trần và nhẹ nhàng cho ông ta một cơ hội để sửa sai, khiến ông ta rất vui. Ông chú hai của Minh Thần khen ngợi anh nhưng anh liền giữ khoảng cách ngay vì trước giờ anh với ông ta đâu có thân thiết tới mức như vậy. Yêu cầu ông ta phải gọi cho đúng chức danh vì ở công ty anh thân là một tổng giám đốc nên phải có uy nghiêm riêng của mình. Ông chú hai đó vô cùng tức tối nên đã đến mách lẻo với chị gái tinh nhiên của Minh Thần. Bị Minh Thần lên giọng dạy đời mà bản thân lại là một ông chú bề trên nên ông ta muốn tinh nhiên bảo ban lại em trai. Cô thì vẫn một mực bảo vệ em trai và cho rằng ở công ty thì cũng phải có phép tắc và giữ thể diện cho một tổng giám đốc như Minh Thần. Trở về nhà, Hà Lạc nhận thấy Minh Thần dạo gần đây đã hoàn toàn thay đổi thành một con người mới. Từ một cỗ máy cứng nhắc làm việc chỉ theo quy trình mà giờ đây như được ai đó viết lại chương trình vậy, vừa thân thiện lại còn thấu đáo. Chắc hẳn là do cô nàng Lục Phần tác động rồi. Lục Phần ở công ty thì tổ trưởng Hùng tới cho cô hai tin mừng, đó là đơn hàng lúc trước đã được khôi phục trở lại và tiền thưởng doanh thu của cả nhóm lại về. Đang định đi ăn mừng thì Minh Thần tới tìm rủ cô đi hẹn hò. Lục Phần trả lại anh số tiền nhà kia và đòi hủy hẹn nhưng Minh Thần nào có đồng ý dễ như vậy. Thế là cô liền rủ anh đi hát cùng cả nhóm luôn cho nó phấn khởi. Đến phòng hát, thanh niên còn tự tin giới thiệu bản thân là bạn trai của Lục Phần với cả nhóm luôn cho ngầu. Trong cuộc vui đó, các thành viên đã chơi trò thách hay thật. Xoay đến lượt Minh Thần thì một anh bạn ở đó đã thách anh và Lục Phần hôn nhau. Anh Hùng nhìn cảnh hai người họ thì đau lòng muốn chết. Khi môi đang gần môi thì Minh Thần lại từ chối nụ hôn đó và bỏ đi vì không muốn bị Lục Phần nghĩ mình là kẻ lừa đảo lợi dụng. Lục Phần về nhà kể chuyện vừa rồi cho Kiều Nhất nghe mà cô không tin luôn. Sao có chuyện tên Minh Thần đó lại từ chối nụ hôn kia được? Chắc hẳn là có vấn đề gì đó làm Lục Phần khá tức tối. Cả đêm đó Lục Phần không tài nào ngủ được vì quanh quẩn với đống thắc mắc không biết tại sao Minh Thần lại làm vậy. Có khi nào anh ta chỉ đang lừa dối mình? Sáng hôm sau, Hà Lạc dậy sớm nấu đồ ăn sáng trong khi Minh Thần vẫn đang ngủ. Nhưng Hà Lạc có việc gấp phải chạy đi mà quên không tắt bếp. Lục Phần tính đến phụ giúp cô bạn Kiều Nhất, thấy bên nhà của Minh Thần đang bốc khói nghi ngút, cô vội chạy vào xử lý cái bếp.
Thấy Minh Thần không tỉnh, cô lại tưởng anh đã hẹo nên sử dụng biện pháp sơ cứu. Cũng may Minh Thần chỉ là ngủ say quá nên không biết gì. Lục Phần cũng cho hai cô chuẩn bị tới ứng tuyển chỗ đào tạo chuyên viên rượu vang của Thiên Nhiên. Thế là sau đó Minh Thần tìm gặp Thiên Nhiên để nói chuyện. Minh Thần khuyên thằng em hãy trở về nhà vì người nhà họ Hứa thì vẫn mãi là người nhà họ Hứa. Nhưng vì một lý do không hòa hợp nên Thiên Nhiên thẳng thừng từ chối không muốn trở về với gia đình đó nữa. Lục Phần ở bên này thì tích cực ôn luyện nhằm tăng kiến thức về nhận diện các loại rượu. Cô cũng đã thành công hoàn thành bài thi đầu vào của chương trình tuyển chọn chuyên viên rượu. Hôm sau Lục Phần tới tham dự phần thi bổ sung ứng dụng nhận biết rượu mù do Thiên Nhiên tổ chức. Trong nhà vệ sinh, cô bạn Bạch Băng đã cành cựa với Lục Phần và coi thường cô là đồ quê mùa biết gì về thưởng thức rượu mà ứng tuyển vào đây. Lục Phần cũng không vừa mà ăn miếng trả miếng với cô bạn Bạch Băng đó luôn, để xem thì nữa thi ai sẽ hơn ai mà chưa gì đã gáy sớm. Cuộc thi thử rượu mù diễn ra hết sức sôi động. Kết quả chung cuộc đã chọn ra được 6 thí sinh xuất sắc và đứng đầu tiên không ai khác chính là Lục Phần của chúng ta. Còn cô bạn Bạch Băng thì xếp ở cuối bảng tuyển chọn. Trước khi kết thúc, Thiên Nhiên ra một đề bài, đó là tìm ra hương vị về nhà và 2 ngày sau ứng viên sẽ cho anh biết kết quả. Đang lo lắng không biết ý nghĩa của đề tài về nhà đó là gì thì anh Đại Hùng mang tới món lưỡi vịt nướng. Lục Phần liền nhận ra Thiên Nhiên rất thích ăn món đó với rượu vang và đó cũng chính là đáp án cho đề tài về nhà mà cô đang tìm kiếm. Cô liền chạy tới quầy rượu và chọn ra chai rượu chỉ có 200 tệ. Đây chính là loại mà Thiên Nhiên rất thích và nó mang ý nghĩa gợi cho Thiên Nhiên mùi vị được về nhà. Hôm sau đến ngày trả bài và các chai rượu được mang đi để kiểm định. Trong lúc mọi người không để ý, cô ả Bạch Băng để đổ thứ gì đó vào trong bình rượu. Đến phần Thiên Nhiên và các giám khảo thử rượu cực kỳ chuyên nghiệp. Kết quả công bố 4 thí sinh được chọn vào lớp chuyên viên, trong đó có Bạch Băng. Nhưng đáng tiếc thay, Lục Phần lại không nằm trong số đó. Bạch Băng còn lên giọng mỉa mai Lục Phần chê cô nghèo hèn thì lấy tư cách gì mà đòi thử rượu vang. Còn Lục Phần thì cay cú chửi cô ả đó chỉ được cái danh chứ biết cái đếch gì về rượu mà phán xét người khác. Bạch Băng tới tìm Thiên Nhiên để nói vài lời xu nịnh. Nhưng anh chả thèm quan tâm đến mấy lời ba hoa đó. Nhắc nhở cô ta đây là chỗ dành cho những người thực sự yêu thích rượu, còn những vấn đề ngoài lề tốt nhất đừng nhắc tới. Chuyển cảnh ở cửa hàng rượu, trong lúc nhắc nhở đứa bé nghịch ngơm, không may thằng nhóc đó va vào xe hàng nên lăn ra ăn vạ. Bà mẹ nổi đóa lên trách mắng Lục Phần làm ăn vô trách nhiệm lại còn thái độ với khách hàng. Tính kiện cô như người dân ở xung quanh đã nói đỡ rằng chính thằng nhóc đó tự lao vào rồi lăn ra ăn vạ. Sau đó bà mẹ đã khiếu nại lên ông quản lý nhân sự. Ông ta mắng Lục Phần một tràng rồi nói móc đủ thứ. Không chịu nổi quá nhiều đả kích như vậy nên Lục Phần đã xin nghỉ việc luôn cho nhẹ nợ. Đại Hùng cố gắng khuyên cô suy nghĩ lại nhưng Lục Phần lúc này chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Ông nội gọi điện hỏi thăm tình hình Lục Phần. Cô vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Sáng hôm sau Lục Phần thuê một đội vận chuyển để dọn đồ về quê. Nhưng tên đó lại đôi co đòi thêm tiền Lục Phần là cô khá tức. Hai bên cãi nhau một hồi thì Minh Thần đi ra yêu cầu mấy nhân viên đó dọn đồ về chỗ cũ, còn lại mọi chi phí anh sẽ trả gấp đôi. Sau đó cả hai cùng ngồi lại uống rượu tâm sự. Lục Phần đã quá mệt mỏi với những sự cố xảy ra. Cô giờ chỉ muốn về quê chồng cần nuôi hổ mà thôi. Cô cũng cảm ơn Minh Thần thời gian qua đã quan tâm chăm lo. Anh khuyên cô hãy kiên trì rồi nhất định thành công sẽ tới. Thế là anh liền gọi điện để sắp xếp. Sau đó Lục Phần vui sướng vì đã được tập đoàn An Đạt của Minh Thần ứng tuyển vào vị trí chuyên gia thử rượu. Cô chia sẻ niềm vui này với Minh Thần mà đâu biết rằng mọi thứ đều là do anh sắp xếp. Sáng hôm sau Lục Phần tới ứng tuyển và rất nhanh đã được chọn vào vị trí đó. Bạch Băng biết tin thì vô cùng tức giận nhưng đây là sắp xếp của tổng giám đốc nên cô ta chẳng thể làm gì được. Sau đó Lục Phần được đưa tới quầy rượu để bắt đầu học việc làm trợ lý thử rượu. Ở đây cô cũng gặp lại Bạch Băng và bị cô ta cà khịa bằng một giọng rất chi là bẩn. Sau đó Lục Phần tới tủ đồ của mình thì nhặt được một chiếc nhẫn. Vừa hay cảnh sát có mặt cùng cô trợ lý của Bạch Băng và quy chụp cho Lục Phần là cái tội ăn cắp. Cô cây ngay không sợ chết đứng nên ba mặt một lời tới văn phòng để đối chất. Nhưng đây là sự sắp đặt sẵn của Bạch Băng và đám nhân viên kia rồi nên tất cả đều dồn trách nhiệm cho Lục Phần, thế nó mới cay. Đột nhiên cô nhớ ra anh quản lý có gắn máy quay bắt chuột ở gần đó nên yêu cầu tới trích xuất máy quay để tìm bằng chứng. Lúc này mới lộ ra rằng chính cô trợ lý kia để chiếc nhẫn vào tủ đồ của Lục Phần để vu oan giáng họa cho cô. Cô ả đó vẫn còn già mũng cãi nên Lục Phần yêu cầu gọi cảnh sát. Bạch Băng lúc này hãi quá nên muốn xí xóa mọi chuyện. Lục Phần không chấp hàng người như cô ta mà rời đi luôn. Tới buổi tuyển chọn trợ lý, Lục Phần đã có màn thể hiện rất tốt và chiếm được thiện cảm của ban giám đốc. Kết quả cô được chọn vào vị trí trợ lý của tập đoàn An Đạt. Chuyển cảnh tới buổi họp ban của Bạch Băng, cô đã thẳng tay đuổi hai nhân viên vì có thành tích doanh thu cực kỳ thấp trong tháng vừa rồi. Sau đó đặt mục tiêu tiếp theo trong tháng tới là đánh vào thị trường cao cấp để khẳng định thương hiệu. Nhưng Lục Phần với nhiều năm kinh nghiệm đã phản bác lại ý kiến đó và cho rằng rượu muốn bán được nhiều thì phải đánh vào mục đích của người dùng và giá trị của nó đem lại. Không cãi được lập luận đó nên Bạch Băng tức giận bỏ đi. Tối đó trên đường về nhà, Lục Phần nhận thấy có kẻ bám theo cô. Rút bình xịt hơi cay ra thì phun chúng vào mặt Minh Thần làm anh đuôi luôn hai con mắt. Cô đành phải chạy đi mua thuốc cho anh. Trên đường trở về thì bị một ai đó bám theo ở khu công viên.
Hà Lạc và Kiều Nhất tìm thấy Minh Thần đang ngồi đần ở bên đường chờ Lục Phần mua thuốc về. Mãi không thấy cô đâu nên cả hội đi tìm. Lục Phần thì bị một tên biến thái Kim La giở trò và đuổi theo. Minh Thần đang đi tìm thì nhìn nghe thấy tiếng kêu cứu của Lục Phần. Cô bị tên biến thái kia đuổi tới một góc đường. Trong lúc đôi co không may cô đã bị ngã xuống một buồng thang máy hỏng. Minh Thần trên đường đi tìm thì gặp tên biến thái đó và nhận ra Lục Phần đã gặp phải chuyện nguy hiểm. Rất may mắn Minh Thần đã tìm được Lục Phần ở buồng thang máy đó. Trong lúc kéo nhau lên thì Minh Thần không may trượt ngã xuống, thể là cả hai mắc kẹt luôn. Cả hai lập tức lao vào đá lưỡi nhau làm admin xem cũng chẳng hiểu miệng gì luôn. Nụ hôn của Lục Phần như tiếp thêm nguồn sinh lực cho Minh Thần khiến anh có thể đốn ngã cả một cánh rừng. Thế là anh đã giúp bản thân và Lục Phần thoát ra khỏi thang máy đó. Về phần tên biến thái thì số đen cho hắn gặp phải Kiều Nhất võ công cao cường một chiêu đã hạ gục hắn. Sau đó cả hội an toàn gặp lại nhau cùng tên biến thái đã bị tóm gọn. Lục Phần sáng hôm sau tỉnh dậy thì vui mừng khi thấy Minh Thần đang ở bên chăm sóc. Anh ân cần dặn dò cô sau này có đi đâu thì nhớ phải giữ an toàn cho bản thân không là anh rất lo lắng. Có chuyện gì xảy với cô ra thì anh cũng không sống nổi làm Lục Phần vô cùng cảm động. Bác sĩ Giang cho hay hai người họ có một mối liên kết gì đó nên có thể cảm nhận đối phương đang gặp nguy hiểm và tới giải cứu. Ba người đi vào phòng thì thấy Lục Phần đang đứng tập tỏ tình với Minh Thần trông khá là hề hước. Ở phòng bệnh Minh Thần nhận ra Lục Phần cũng thích mình nên nhờ Hà Lạc đi chuẩn bị một màn tỏ tình với rượu thật ngon cho anh. Sau đó chị Tinh Nhiên tới thăm và khuyên anh nên suy nghĩ trước khi nói ra tình cảm của mình với Lục Phần. Chị nghĩ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp và đừng để cô ấy bị cuốn vào rắc rối của gia đình anh hiện tại. Chuyển cảnh ở quầy rượu Bạch Băng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Lục Phần với các đồng nghiệp về cách để lách luật không ai bị đuổi việc do không đạt chỉ tiêu cuối tháng. Thế là trong cuộc họp hôm đó Bạch Băng được cớ trách mắng Lục Phần bày trò để qua mặt quy định của công ty. Không ngần ngại Lục Phần đã nói ra quan điểm của mình để tăng doanh thu mà người bán và người mua ai cũng vui vẻ, yêu cầu bác bỏ quy định sa thải kia. Sếp Hứa Tùng sẽ xem xét quyết định này và để chủ tịch tập đoàn chốt phương án phù hợp nhất. Minh Thần biết được nội dung cuộc họp đó và đã đưa ra phương án đồng tình với ý kiến của Lục Phần. Cô vui vẻ gọi điện thông báo cho Minh Thần chuyện vui của mình mà đâu biết chính anh là người tác động để đồng nhất ý kiến đó của cô. Tối đó Minh Thần ở nhà hàng chờ Lục Phần mà mãi không thấy cô đâu. Thì ra Lục Phần được Thiên Nhiên rủ đi thưởng thức đánh giá rượu vang ở lớp chuyên viên của anh ta. Thiên Nhiên nhận ra trong cuộc tuyển chọn vừa rồi đã có kẻ lén giở trò. Sau đó Ẩn và Lục Phần bắt đầu tiến hành thử lại từng loại rượu ngày hôm đó. Cuối cùng anh cũng nhận ra đã có người lén đổ nước vào chai rượu của Lục Phần ngày hôm đó. Thủ đoạn này chắc hẳn phải là người trong ngành và có thủ oán rất đậm sâu với cô. Lục Phần nhớ lại thì phát hiện ra đó chính là Bạch Băng nhưng cô lại giữ bí mật đó. Thiên Nhiên đánh giá rượu của Lục Phần chọn sát với tiêu chí ra để của anh nhất nên ngỏ lời mời cô làm trợ giảng cho anh ở lớp chuyên viên này, không ngần ngại cô đồng ý luôn. Đúng lúc này Minh Thần gọi tới giục cô mau đến điểm hẹn của hai người. Thiên Nhiên tò mò tên bạn trai của Lục Phần thì cô cho hay anh chàng đó tên Hứa Thiên Nhiên. Anh giật mình khi có kẻ dám mạo danh mình nhưng vẫn bình tĩnh nói hai người là bạn thuở nhỏ để tránh Lục Phần nghi ngờ. Lục Phần tới nhà hàng nơi Minh Thần đang chờ và xin lỗi anh bằng một hộp thịt nướng thơm ngon. Cô cũng vui mừng khoe chuyện Thiên Nhiên đã chọn cô vào lớp chuyên viên thử rượu vang của anh ta và chứng minh cô thật sự có tài năng. Thấy Lục Phần vui vẻ nhắc về Thiên Nhiên nên Minh Thần liền nghiêm túc và tỏ tình với Lục Phần luôn. Dù có chuyện gì xảy ra anh hứa sẽ mãi yêu cô cho đến khi trái tim này ngừng đập. Trước sự chân thành đó Lục Phần không thể nào từ chối được. Hai người lại trao nhau nụ hôn nồng cháy để ấn định tình yêu. Chuyển cảnh Minh Thần gặp Thiên Nhiên và khoe về màn tỏ tình của mình với Lục Phần. Thiên Nhiên tỏ thái độ ra mặt và thách thức Minh Thần nói ra thân phận thật sự của mình với bạn gái. Nhưng vì tránh để chuyện quyền lực ảnh hưởng đến Lục Phần nên Minh Thần đã từ chối. Chuyển cảnh tới buổi học của Thiên Nhiên, anh giới thiệu Lục Phần là trợ giảng của anh khiến cô ả Bạch Băng khá ngứa mắt. Cuối giờ Bạch Băng kiếm chuyện với Lục Phần nhưng bị cô lôi bí mật hãm hại người khác ra bóc mẽ nên tự động câm mồm luôn. Vì thời gian này Lục Phần quá bận rộn không thể hẹn hò với Minh Thần nên anh bạn Hà Lạc đã sắp xếp một buổi liên hoan cho mọi người ở nhà hàng ven sông. Cả nhóm cùng ngồi lại ăn uống rất vui vẻ đến khi tất cả đã ngà say. Minh Thần nhân cơ hội đưa Lục Phần về phòng và ân cần đưa cô lên giường nằm nghỉ, nhưng thật ra cô chỉ là đang diễn để lừa ăn anh. Đúng là trong trường hợp này không biết ai là gà ai là thóc đây các bạn ạ. Chỉ thấy là sáng hôm sau Lục Phần tỉnh dậy thì đã thấy Minh Thần nằm ở cạnh và đang rất vui vẻ. Chuyển cảnh Minh Thần sang nhà Lục Phần thăm cô và tặng cô một món quà. Đó là một đôi giày và anh mong sau này cô sẽ mang nó như là có anh ở bên. Sau đó Lục Phần tới làm việc ở quầy rượu thì Thiên Nhiên cũng tới thăm cô. Anh tặng cô một món quà và đó là một đôi giày cao gót mong cô sẽ mang trong những lần trợ giảng cùng anh. Tới một chương trình thử rượu Lục Phần tới tham dự cùng Thiên Nhiên nhưng cô lại chọn đi đôi giày Minh Thần tặng thay vì đi đôi giày cao gót của Thiên Nhiên. Anh cũng hơi chạnh lòng một chút vì lát nữa anh muốn Lục Phần lên sân khấu phát biểu cùng mình nên muốn cô thay sang đôi của anh mua. Sau đó Thiên Nhiên đại diện làm người phát biểu cho một hãng rượu nổi tiếng ở Pháp đứng trước toàn thể hội nghị cùng với Lục Phần. Minh Thần đi tới buổi lễ thì thấy bạn gái đang sánh bước cùng Thiên Nhiên nên khá cay. Anh không nói không rằng liền bỏ đi luôn, đến tối hai người gặp lại nhau.
Thấy Lục Phần đi đôi giày cao gót khá cứng ngắc nên Minh Thần lấy ghế cho cô ngồi rồi ân cần bóp chân cho cô. Lúc này Thiên Nhiên cũng ra mặt và bóc phốt anh trai mình. Thiên Nhiên cho hay bọn họ là hai anh em ruột và Lục Phần trước giờ đã bị lừa. Bởi Thiên Nhiên mà cô yêu thực chất chính là tổng tài Hứa Minh Thần. Còn thầy Philip của cô đây mới chính là Thiên Nhiên. Chị gái Tinh Nhiên cũng ra mặt giới thiệu và muốn giảng hòa cho đôi bên. Nhưng Thiên Nhiên không chịu và còn bơm đều Lục Phần để cô nghe mình. Sau đó anh ta đưa Lục Phần đi trước sự bất lực của chị em Minh Thần. Cả hai cùng ngồi lại ăn thịt nướng uống rượu tâm sự. Thiên Nhiên muốn bỏ đi cùng Lục Phần nhưng cô đã từ chối. Vì quá cay đắng gia đình họ Hứa nên Thiên Nhiên yêu cầu Lục Phần tránh xa gia đình họ Hứa kia ra. Trước thái độ có phần đáng sợ của Thiên Nhiên nên Lục Phần đã bỏ đi, về tới nhà Minh Thần và Hà Lạc ra sức giải thích với Lục Phần về chuyện bọn họ đã lừa dối cô. Cô bạn kiều nhất cũng nói đỡ vì thật sự Hứa tổng đây cũng gặp phải một chuyện khó liên quan đến tình hình sức khỏe. Lục Phần đến lúc này mới biết chứng bệnh kỳ lạ hiếm gặp của Minh Thần khiến anh càng ngày càng trẻ hóa. Chuyển cảnh ở công ty, Lục Phần bất ngờ nhận được thông báo chuyển công tác cho cô từ nhà kho lên quản lý quầy bar khiến cô rất vui mừng. Hai cấp dưới cùng dặn dò cô phải cẩn thận trong các công việc ở công ty để tránh bị kẻ xấu soi mói kiếm chuyện. Trong cuộc họp cổ đông hôm đó, mọi người đang trách cứ việc Minh Thần thân là một tổng giám đốc thời gian này lại bỏ bê việc của tập đoàn. Lo lắng chắc anh có vấn đề gì về sức khỏe nên định bàn bạc cuộc họp mà không có anh. Đúng lúc này Minh Thần xuất hiện đẹp trai dạng người dập tắt mọi suy nghĩ tiêu cực về anh, nhất là với ông chú Hứa Tùng của anh. Chuyển cảnh người nhà họ Hứa chào đón một thành viên mới từ nước ngoài trở về tên Đinh Nana, là con gái của chủ tịch tập đoàn Đinh Thị, cũng là thanh mai trúc mã đã được ấn định trước việc cưới xin với Hứa Minh Thần. Lục Phần và Minh Thần đang ăn sáng thì cũng nhận được cuộc gọi thông báo Đinh Nana đã về và sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng. Minh Thần cũng rủ bạn gái tới buổi tiệc để ra mắt mọi người trong gia đình. Trong lúc đang chuẩn bị tiệc để chào đón Nana thì Bạch Băng tìm tới Lục Phần để cà khịa. Cô ta còn nhắc về chuyện Nana lần này quay trở về để thực hiện việc đính ước với Minh Thần. Lục Phần nghe xong thì như muốn gục ngã, nhưng đến khi gọi điện cho Minh Thần thì anh vui vẻ khẳng định cô vẫn mãi là bạn gái của anh khiến cô nhẹ lòng hơn phần nào. Chuyển cảnh tới một cửa hàng rượu Nana đi mua thì bị ông chủ ở đây chém cho quả giá trên trời. Lục Phần cũng có mặt ở đó nên bóc mẽ ông chủ quán bán quá đắt, ông ta hốt hoảng nên đã đàm phán với hai cô nàng. Kết quả Nana mua được hẳn hai chai rượu chỉ với một nửa giá nhờ sự góp sức của Lục Phần. Nana cảm ơn và tặng luôn Lục Phần một chai rượu coi như nhân duyên làm quen giữa hai người. Sau đó cả hai vui vẻ mời nhau đi ăn thịt nướng. Nana lần đầu được trải nghiệm thịt nướng uống với rượu vang thì vô cùng thích thú. Cả hai cùng tâm sự với nhau rất nhiều và uống hết hai chai rượu vừa mua luôn. Rượu vào lời ra thế là cả hai liền đổi chủ đề sang nói xấu đám đàn ông tệ bạc. Đúng là không uống rượu không thành bằng hữu mà. Tối đó Minh Thần trở về thì thấy Lục Phần đang hốt hoảng vì cả nhà đã bị cắt điện. Lúc sau Hà Lạc gọi tới khoe chiến tích rằng đã cắt điện để tạo cơ hội cho Minh Thần và Lục Phần về ở với nhau. Thế là được đà Minh Thần rủ bạn về ở với mình tối nay luôn cho nó ấm cúng. Đang nấu cơm thì Minh Thần nhận được cuộc gọi của Nana mời tới họp gia đình. Có cả Thiên Nhiên cũng góp vui nên anh nói sẽ rủ cả bạn gái mình là Lục Phần đi cùng. Nana nghe xong thì cay lắm, không biết cô ả Lục Phần đó là ai mà lại làm Minh Thần của cô si mê đến vậy. Thiên Nhiên ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ nói bóng gió mấy câu mô kích. Nana nghe xong liền nhận ra ngay ông anh Thiên Nhiên này cũng thích Lục Phần. Thế là nhờ anh quyến rũ Lục Phần để mình nhân cơ hội sơ múi Minh Thần về tay luôn. Bên này Minh Thần và Lục Phần bắt đầu buổi tối đầu tiên sống chung với nhau dưới một mái nhà. Cả hai cùng nhau ăn tối và nâng ly chúc mừng cho niềm vui này. Sau khi đã chè chén no nê, cả hai cùng nhìn nhau tâm sự chuyện yêu đương. Tiếp đó là họ lại trao nhau cái đá lưỡi đầy mùi đồ ăn tối. Admin xem hôn nhiều quá mà cũng thấy ớn. Sáng hôm sau Minh Thần dẫn Lục Phần tới buổi gặp mặt mà Nana tổ chức. Vừa tới nơi hai cô nàng đã nhận ra nhau vì mới kết bằng hữu trong bữa nhậu ở quán thịt nướng hôm trước xong. Trong bữa ăn thấy Minh Thần đối xử rất chu đáo với bạn gái làm Nana có đôi chút ghen tị, anh cũng giới thiệu bạn gái mình là một chuyên viên thử rượu vang rất đỉnh. Thiên Nhiên cũng flexing cho Lục Phần làm cô sướng muốn nổ mũi. Đang vui vẻ thì Thiên Nhiên và Minh Thần lại cành cựa nhau khiến không khí trở lên căng thẳng. Cũng may Nana và Lục Phần nhanh ý giúp không khí bữa tiệc dịu hơn đôi phần. Chuyển cảnh sáng hôm sau ở quầy rượu đón tiếp một vị khách đặc biệt là chuyên gia về rượu vang nên ai ai cũng bận rộn chuẩn bị. Sau đó Lục Phần được đích thân order cho vị khách đặc biệt đó và khá khâm phục về sự hiểu biết của vị khách này với các loại rượu. Ở bên trong Bạch Băng nhận được thông báo món thì đích thân ra tay pha ly rượu để phục vụ vị khách tên Lê hầm rượu và nó. Lục Phần đang định đi làm ly rượu của cô khách kia thì Bạch Băng đã bê ra, cô Lê này thử rượu xong thì không chê cũng không khen. Cô ta bắt đầu buổi livestream review quán bar đó và chê một cách thậm tệ về trình độ pha chế rượu ở đây. Bạch Băng tức giận chất vấn cô Lê đó cớ gì lại đánh giá thấp rượu của cô pha như vậy. Nhưng quả thật trình độ của Bạch Băng quá kém mà lại nghĩ người khác đang hạ thấp mình. Cô Lê không thèm chấp nên dọn đồ tới điểm quay tiếp theo. Bạch Băng lúc này mới xuống giọng để xin tha lỗi và thừa nhận trình độ kém chuyên của mình, mong cô Lê không đánh giá thấp.
nhưng cô Lê này không hài lòng một chút nào và quyết định ở lại để thử thách tiếp trình độ của đội ngũ ở đây. Giám đốc Hứa Tùng ra mặt nói câu xin lỗi với cô Lê đó nhưng cô ta không chịu, còn dọa sẽ đánh giá trên trang cái khách sạn này một sao vì cô không ngờ ở đây lại coi trọng thể diện hơn là chất lượng phục vụ. Lúc này Lục Phần mới ra mặt thử ly rượu đó và nhận định trong đó đã có lẫn tạp chất. Cô Lê đưa ra thử thách tìm được nguyên nhân dẫn tới vị rượu đó thì cô ta sẽ bỏ qua phần đánh giá này cho khách sạn. Rất nhanh Lục Phần bắt tay ngay vào tìm nguyên nhân đã dẫn tới tạp chất trong ly rượu. Cô Ả Bạch Băng thì cằn nhằn mãi không thôi vì lo bản thân bị hạ nhục nhưng mà nhục thật. Sau đó cô trả lại bàn rượu và cho biết nguyên nhân không xuất phát từ chai rượu mà là từ bước rót rượu đã làm sai. Đồ rót rượu đã bị bỏ vào tủ lạnh có đồ ăn thừa nên khi rót rượu mùi của đồ ăn đó đã ngấm vào rượu dẫn tới sự cố này. Sau khi các bên xác nhận thì quả thật câu trả lời của Lục Phần là hoàn toàn chính xác. Cô Lê rất hài lòng với trình độ của Lục Phần và còn gọi cô là nhân tài. Cô cũng trách mắng đám quản lý ở đây làm ăn không có quy củ và để một nhân tài như này bị dìm thậm tệ. Không còn cách nào khác, Hứa Tùng phải đứng lên chữa cháy thăng chức Lục Phần lên làm giám đốc của quầy ba này, vừa giáng chức Bạch Băng xuống làm quản lý. Một cái kết quá hay cho sự cố này khiến ai cũng nể phục nhưng riêng có Bạch Băng thì không. Chuyển cảnh bên studio, thiên nhiên Lục Phần đang thưởng thức rượu vang do anh chủ ở đây mất công bao năm ấp ủ. Thấy cái lưỡi cô thẩm rượu cũng tốt nên thầy ngỏ ý muốn mời Lục Phần về làm chung với thầy, thế nhưng cô hãn chưa có câu trả lời mà xin thầy cho thời gian về suy nghĩ. Chuyển cảnh bên khách sạn An Lạc, vì bây giờ Lục Phần cũng lên làm giám đốc cho nên cô được đảm nhiệm phụ trách mua rượu vang trong nước, còn giám đốc Bạch phụ trách nhập khẩu rượu vang từ ngoài nước. Ông chủ cũng bảo giám đốc Bạch chỉ dạy cho Lục Phần nhưng cô ta không đồng ý vì nghĩ Lục Phần vẫn chưa có kinh nghiệm gì hết. Thế nhưng mọi người đều ủng hộ Lục Phần làm điều này khiến cho cô Bạch có vẻ rất cay cú. Buổi tối thầy Thiên Nhiên đưa Lục Phần về tận nhà. Hai người đứng ngoài nói chuyện thân thiết thì Minh Thần ở trong nhà cũng nhìn thấy và tỏ vẻ mặt không đồng ý. Khi cô đi vào nhà thì anh liền giở thái độ ngay vì do đang ghen. Nhưng cũng không được bao lâu vì cái mồm của Lục Phần quá khóe cho nên cô cũng dỗ dành thành cô người đàn ông của mình. Vì chưa lấp đầy được khoảng trống trong lòng cho nên Minh Thần cũng đơm cho Lục Phần một cái rồi cả hai người lại tiếp tục đi gia tăng dân số. Hôm sau Nana đi tới gặp Thiên Nhiên, cô đây thì có ý định muốn làm cộng sự của anh nhưng mà anh bây giờ đã có cộng sự mới là Lục Phần rồi. Mới cả Thiên Nhiên cũng nói luôn là Nana không có thiên phú về thầm rượu cho nên anh cũng không cho cô theo được. Nghe như vậy thì Nana cũng không sao và lại cô còn nhắc tới chuyện mình thích Minh Thần cho Thiên Nhiên nghe. Anh thì bảo cô không hợp với anh trinh mình, những Nana thì cố cương quyết cho rằng cô thích hợp sánh vai cùng với Minh Thần. Chuyển cảnh bên công ty, Lục Phần đang bận rộn chỉnh sửa tấm ảnh sáng nay mới chụp để gửi sang cho Minh Thần xem. Anh thì đang trong cuộc họp nhưng khi thấy tin nhắn người yêu gửi thì liền rep ngay và không quan tâm tới cuộc họp một chút nào. Tối đến khi Lục Phần thẩm rượu mới về xong thì mới nhớ ra là cô để quên điện thoại ở công ty. Đi tới đó để lấy mở lên thì thấy Minh Thần đã nhắn tin ầm ĩ gọi về ăn cơm. Về tới nhà anh cũng đã nấu xong bữa tối cho hai người. Anh ngạc nhiên khi hôm nay lại có một nhãn hiệu rượu mới mà anh chưa nghe tới bao giờ lại xuất hiện ở đây thì Lạc Phần cũng giải thích đây là nhà cung cấp mới có chất lượng khá cao. Đang rất vui ấy vậy mà ngày hôm sau đột nhiên Lục Phần được nhận tin có rất người đã đâm đơn khiếu nại về lô rượu mới của công ty khiến cho cô rất lo sợ. Bạch Băng bên này cũng đi báo với chị giám đốc về việc này rồi đổ lỗi hết lên đầu của Lục Phần. Tổng giám đốc cũng phải đi ra ngoài giải quyết vấn đề về báo chí và những đầu mối mới nhận rượu từ công ty ngay. Cũng từ vụ này mà Lục Phần phải tạm dừng nghỉ việc để điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Thấy cô bị như vậy thì Bạch Băng cũng không quên sang phòng rồi mỉa mai cô vài điều, nghe thôi cũng muốn đấm cho ả ta một trận. Trên đường trở về Lục Phần cũng không quên gọi điện cho Minh Thần. Nhưng cô lại không nói cho anh biết việc đang bị đình chỉ ở công ty tạm thời vì một số lý do. Sau khi tắt máy, Minh Thần liền gọi cho trợ lý sang phòng thì được biết chuyện của Lục Phần ở công ty. Cho nên vì thế anh đã hoãn chuyến công tác lại mà bay trở về nhà ngay. Ngày hôm sau Lục Phần ở nhà đọc những bài báo cùng bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng dành cho công ty cô thì cảm thấy vô cùng buồn bã. Bên công ty Bạch Băng cũng ngờ ngợ ra được phần nào đó sự việc cho nên cô đã đi tìm ông cầm đầu hội Búa Liềm để hỏi tội. Mọi chuyện đã đi quá xa bởi dự tính của Bạch Băng. Cô chỉ muốn cho Lục Phần rời khỏi nơi đây nhưng mà không ngờ tới chuyện này đã làm liên lụy tới chủ tịch và cả tập đoàn công ty. Còn Lục Phần vì quá buồn bã cho nên đã rủ cô bạn đi nhậu cho quên hết sự đời. Vì uống quá say cho nên hai người bạn cũng phải dìu Lục Phần về nhà. Vào tới giường rồi mà mùng cô vẫn lẩm bẩm với Minh Thành về chuyện công ty hiện tại đều là do lỗi của cô thế nó mới hay. Ngày hôm sau thư ký của Minh Thần cũng tìm ra được manh mối trong vụ việc rượu giả lần này. Ngay lập tức Minh Thành đến bệnh viện tìm người đàn ông biết manh mối đó. Thế nhưng khi tới gặp thì anh ta còn giả bộ làm như hãn còn đau bụng do bị rượu giả gây nên. Có thế thôi thì không đánh lừa được Minh Thành vì anh đang nắm giữ toàn bộ hồ sơ bệnh án của anh ta trong tay. Minh Thần cũng biết rõ là sức khỏe hiện tại của anh ta đã rất bình thường cho nên đã dùng chiến thuật cuối cùng là đưa tiền cho anh ta. Quả nhiên kế này thành công, khi anh ta nhìn thấy tiền là sáng mắt lên liền nói ra người đứng đằng sau vụ này.
Đó chính là Bạch Băng, cho nên Minh Thần đã rất tức giận khi biết cánh tay đắc lực của mình lại đi phản bội công ty. Cũng chỉ vì ghen ghét và muốn đuổi Lục Phần ra khỏi công ty và yêu được Minh Thần cho nên cô ta mới làm như vậy. Cô cũng nói cho anh rõ là do tên Hứa Tùng đã lôi kéo cô vào vụ việc lần này. Nghe tin này xong thì Minh Thần cũng liền đi báo cho chị gái để chị giải quyết vấn đề lần này cho ổn thỏa. Ngay sau đó thì chị cũng đi gặp chú của mình là Hứa Tùng để cho ông ta nghe bản ghi âm của ông ta và Bạch Băng đang lên kế hoạch hãm hại Lục Phần. Nghe xong đoạn ghi âm này thì sắc mặt Hứa Tùng dần biến sắc vì biết quả này nghỉ việc chắc chắn 100%. Vì do ông ta là người nhà nên chủ tịch cũng không muốn lôi ra tòa án mà cho Hứa Tùng một sự lựa chọn, đó là nghỉ việc tại công ty. Ông ta vẫn cương quyết nhận không phải do mình làm thì Minh Thần đi vào rồi nói cho ông ta bẽ mặt khiến Hứa Tùng rất cay cú nhưng không thể làm gì được. Về nhà Minh Thần báo tin này cho Lục Phần biết thì cô lại tươi không cần tưới ngay. Hai người sau đó cùng nhau đi chơi vui vẻ, về xong thì hai người bạn đột nhiên gọi điện báo tin hai người đang gặp chuyện lớn trên Weibo. Ở công ty mấy người đồng nghiệp cũng bắt đầu bàn tán về tin tức lan truyền trên mạng của Lục Phần. Thì ra là ai đó đã đăng tấm ảnh cô ngủ cùng Minh Thần lên mạng nên giờ mới thành ra như vậy. Chị của Minh Thần rất tức giận về điều này liền báo nhân sự cho Lục Phần nghỉ việc ngay lập tức. Chị cũng gọi em trai sang phòng nói chuyện về việc này vì nó đã gây ảnh hưởng quá nhiều tới tập đoàn. Trong lòng chị gái thì luôn phủ nhận Lục Phần là người đăng tấm ảnh này nên nhưng Minh Thần lại đi ngược lại vì anh tin chắc rằng người yêu mình không làm những điều đồi bại như thế này. Mọi chuyện liên tiếp ập tới khiến cho Lục Phần rất buồn bã. Cô đi trên đường thờ ơ một mình thì gặp Bạch Băng ở đây. Cô ta thì vẫn luôn nói những ngôn từ nhằm chế giễu Lục Phần. Cũng phải thôi vì cô ta thích Minh Thần nhưng anh lại thích Lục Phần cho nên cô ta bây giờ mới nảy sinh lòng đố kỵ và ghen ghét Lục Phần đến tột độ. Bây giờ trong lòng Lục Phần cảm thấy rất buồn bã, còn à Bạch Băng thì cảm thấy vui sướng khi lại đưa được kẻ thù xuống đáy xã hội. Thực ra là mọi chuyện là ở hôm Lục Phần để quên điện thoại ở công ty cho nên Bạch Băng mới nhân thời cơ vào lấy máy của cô rồi đăng tấm ảnh đó lên mạng. Buổi tối Lục Phần cũng về gặp Minh Thần nhưng anh bây giờ rất lạnh nhạt mà còn đuổi cô về nhà. Thế nên Lục Phân cũng lủi thủi mà ra về, nhưng những chuyện này đều là kế hoạch của Minh Thần cùng chị bàn ra nhằm mục đích tránh ảnh hưởng đến Lục Phân. Minh Thần cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy nên anh mới bắt buộc phải như vậy. Còn Lục Phân chạy ra ngoài thì buồn bã ngồi khóc lóc một mình giữa trời hè cô đơn. Về nhà cô bạn Lục Phân uống rượu cho đến khi không còn một giọt nào. Cô lọ mọ đi về nhà Minh Thần lấy điện thoại thì cánh của đột nhiên hết pin không vào được. Vì thấy đời quá bất cồn cho nên cô đã chửi rủa rồi ngồi lủi thủi bên ngoài một mình. Đột nhiên Thiên Nhiên đi tới rồi kéo cô đi cùng với anh. Hai người cùng nhau ra một quán nước để nói chuyện tâm sự về chuyện vài ngày hôm nay. Trong lòng Thiên Nhiên thì anh nghĩ cô không bao giờ làm những chuyện đồi bại như vậy. Thế nhưng đang nói chuyện này thì lại bắn sang chuyện tình cảm. Thiên Nhiên thấy thời cơ đang đến cho nên anh cũng ngỏ lời mong Lục Phần về làm người yêu của anh ngay. Sau đó Lục Phần cũng đến nơi mà cô và Minh Thần vài ngày trước đã tới đây chơi thì được ông chủ nhận ra rồi đưa cho cô một món quà mà Minh Thần trước đó đã nhờ ông lão đưa hộ cho Lục Phần. Cô cầm nó về nhà ghép lại thành hình ảnh rồi lập tức chạy về nhà của Minh Thần rồi dọn dẹp hành lý, còn không quên nhắn tin chia tay với anh. Minh Thần đọc xong tin nhắn này thì cũng lập tức chạy đi tìm cô, nhưng hiện tại bây giờ tâm trạng cô đang rất hỗn loạn cho nên không muốn đi ra gặp anh một chút nào. Bên này Minh Thần đang điên vì tình cho nên anh cũng biết được người làm ra vụ việc này là Bạch Băng. Cô ta ngay lập tức được lên nói chuyện với chủ tịch. Mặc dù chị chủ tịch đã 5 lần 7 lượt chiếu cố cho cô ta ở lại công ty, thế nhưng cô ta lại không biết điều mà toàn đi làm những chuyện xấu. Thế nên hôm nay chủ tịch quyết định sa thải Bạch Băng khỏi công ty khiến cho cô ta trở tay không kịp. Về sau khi Minh Thành cùng chị gái đi dạo bên ngoài thì chị cũng kêu em trai đưa Lục Phần về công ty làm lại. Anh thì rất vui vẻ và đồng ý khi nghe được điều này. Rất nhanh sau đó anh cũng đi gặp Minh Thần rồi mong cô quay trở lại với anh. Thế nhưng đời đâu như là mơ vì đạo diễn không cho, anh bị cô từ chối rồi thẳng thừng rời đi trước sự bất lực của Minh Thành. Bây giờ Lục Phần cũng về đầu quân cho Thiên Nhiên. Cô cũng có rất nhiều bước tiến nhảy vọt khi tới chỗ của anh làm. Hôm nay hai người có thời gian rảnh lên đã ngồi lại tâm sự cùng với nhau. Thiên Nhiên cũng kể cho cô việc tại sao anh ghét gia đình mình. Chuyện kể về vài chục năm về trước, khi cả nhà anh xảy ra tai nạn. Chị gái anh chỉ quan tâm tới việc cứu Minh Thần mà quên mất Thiên Nhiên vẫn còn ở trong xe nên từ đó anh mới nảy sinh lòng thù hận gia đình họ Hứa, mặc dù anh cũng là một trong số những thành viên của nhà. Những hận thù trong lòng anh vẫn không bao giờ vơi đi. Mới cả trong lòng anh bây giờ cảm giác đã có Lục Phần ở trong nhưng anh không biết cô có thích mình hay không thôi. Vài ngày sau anh chàng bạn thân của Minh Thần cũng sang báo tin cho Lục Phân. Anh đã thống kê ra 3 lần Minh Thần đã vì Lục Phân mà giải quyết hết mọi chuyện. Còn về việc của Bạch Băng, Minh Thần cũng đã xử lý rồi cho cô ta nghỉ việc rồi. Khi biết tin anh đang bị bệnh rất nặng thì tối đó Lục Phân liền đi tới nhà để thăm anh. Cô cũng không biết làm gì hơn ngoài im lặng rồi lặng lẽ đi về nhà của cô bạn thân. Sau đó khi hai người đang nói chuyện thì Bạch Băng nhắn tin tới gọi Lục Phân ra nói chuyện. Cô ta thật sự nghĩ mình sẽ thua Lục Phân. Nhưng cô lại nghĩ mình trước giờ chưa từng tranh giành với Bạch Băng một chút nào cả.
hai người con gái nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Nhưng Lục Phần vẫn cương quyết ở bên cạnh Minh Thần chứ Bạch BANVKGH làm gì có cửa ở đây. Tối đó Lục Phần dẫn anh người yêu đến nơi mà cô cùng đồng bọn đã chuẩn bị sẵn để tạo bất ngờ cho anh. Thế mà nào ngờ hơi lỗi kỹ thuật về đường dây điện một tẹo cho nên Minh Thần đã bị ra ai tung người lên. Còn bên trung tâm điều khiển cũng không kém cạnh mà bị giật điện ngỏm củ tỏi. Về sau Lục Phần phải hôn gió cho Minh Thần một cái thì anh mới hồi lại được sức. Khi hai người đứng dậy thì cũng là giây phút chính thức làm lành cho nên tác giả bắt hai người phải hôn nhau đắm đuối một lần nữa. Vì quá vui cho nên hôm sau Minh Thần đã kéo vali đồ của Lục Phần rồi dẫn cô trở về nhà anh ở. Sau đó anh cũng tới thông báo cho chị gái một tin vui, đó là anh sẽ quyết định kết hôn với Lục Phần, khiến cho chị gái rất bất ngờ. Hôm nay xưởng chế tác rượu vang của Thiên Nhiên cũng chính thức sản xuất loại rượu mới do chính tay Lục Phần điều chế ra. Cô vì vui mừng cho nên đã mang chai rượu đầu tiên do mình tự làm về cho Minh Thần thẩm thử thì anh cảm thấy nó rất ngon, giống như vị môi của cô vậy. Hôm sau ở chỗ Thiên Nhiên hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Minh Thần ở đâu đi tới mang bữa trưa cho Lục Phần. Hai anh em nhà Hứa này vừa gặp nhau là như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nhau luôn, không bằng có một cô gái thôi mà cả hai cứ tranh giành đấu đá nhau. Nhìn cặp đôi nhân vật chính tình cảm khiến cho Thiên Nhiên rất cay cú mà rời đi ngay, mà Minh Thần cũng giận Lục Phần vì do cô quá thân thiết với em trai của anh. Buổi tối Lục Phần mang loại rượu mà cô đã làm lại mang ra cho Thiên Nhiên thẩm thì anh rất tức giận khi biết cô đã thay đổi lại thành phần của nó. Dù cho cô có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không đồng ý với cách cô làm mà bắt Lục Phần phải sửa lại hương vị như lúc ban đầu. Thế nhưng cũng không lâu sau đó thì Thiên Nhiên cũng đồng ý cho Lục Phần mang rượu mà cô tự làm ra bán. Bản thân cô cứ nghĩ là không thể thuyết phục được thầy, ai ngờ thầy lại đồng ý nhanh đến như vậy. Với cách bán hàng những năm hiện đại với xu hướng live stream như bây giờ cho nên Lục Phần và cô bạn cũng tiến hành ngay và thử bán hàng trên mạng xem sao. Kết quả là mới live có một tí mà doanh thu của cô đạt ngưỡng cao không thể ngờ tới được. Đột nhiên Thiên Nhiên đi tới rồi trách mọc Lục Phần vì cô đã làm sai với những gì anh đã dặn. Cùng lúc Minh Thần cũng tới rồi, anh cũng vào luôn phiên live để làm sáng tỏ cho Thiên Nhiên biết là người yêu anh luôn đúng. Nhưng đời đâu có như là mơ, khi mới chưa đầy 2 phút live thì Thiên Nhiên đã đi ra tắt phiên live đi. Trong lúc cay cú thì Minh Thần đã nói Thiên Nhiên là em trai vô dụng, khiến trong lòng cậu ta cũng có chút đắng cay nhưng lại không bem nhau ngay lúc này. Vì ở phiên live vừa rồi đã kiếm về cho Thiên Nhiên một khoản kha khá cho nên anh đã mở ra tiệc chúc mừng cho Lục Phần. Ở bữa tiệc ai cũng vui mừng khi Lục Phần được phân lô bán nền sản phẩm mới ra ngoài thị trường. Nhưng khi cô ra thưởng thức rượu do chính tay làm thì lại cảm thấy nó có gì đó sai sai. Lục Phần biết đây không phải là sản phẩm mà cô mất công tạo ra cho nên đã đi ra hỏi Thiên Nhiên, nhưng anh không quan tâm mà cố ý làm ngơ đi, khiến cho cô rất thất vọng. Sau bữa tiệc Lục Phần cũng đi ra và nói thẳng thừng với Thiên Nhiên rằng cô sẽ không ở lại làm bậc thầy rượu vang và làm học trò của anh nữa. Nghe xong những điều này thì anh có vẻ hơi bối rối cho nên đã dẫn cô tới một quán ăn để tâm sự giải bày. Tại đây Thiên Nhiên cũng nói thẳng là anh thích Lục Phần, khiến cho cô méo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc thì Minh Thần cũng đi tới rồi xua tan đi hết bầu không khí lãng mạn của hai người. Anh đang định dắt ta Lục Phần đi thì Thiên Nhiên nói muốn cá cược một trận bóng rổ với Minh Thần. Anh thì cũng đồng ý ngay, nhưng Thiên Nhiên lại cược một phát nữa, đó là cược một nụ hôn của Lục Phần, khiến cho Minh Thần tức giận liền đấm vào mặt em trai mình ngay. Cũng chính vì thế mà giao kèo của hai người cũng được xóa bỏ. Về nhà Minh Thần vẫn còn đang ghen vì chuyện hồi nãy cho nên Lục Phần phải triệu hồi nụ hôn ra để kiềm chế con quỷ ghen trong người anh lại. Sáng hôm sau anh cùng cô đi tới chỗ Thiên Nhiên để đưa cho anh tờ đơn từ chức. Cả ba đang đứng nói chuyện thì nhân viên của Thiên Nhiên đi vào thông báo chị gái anh đã mua gần hết cổ phần của công ty rượu vang. Điều này đã khiến Thiên Nhiên rất tức giận mà đi đến chỗ chị gái để trách móc. Anh cũng không quên lôi lại chuyện từ vụ tai nạn tử thở sơ khai ra để kể cho chị nghe. Hai chị em cũng vì thế mà cãi nhau long trời nở đất. Chị gái cũng thừa nhận là Minh Thần tốt hơn cậu gấp trăm gấp vạn lần, khiến cho Thiên Nhiên càng thâm căm thù cái gia đình này hơn. Khi anh đi ra ngoài gặp Minh Thần cũng định giải thích cho anh nghe về vụ tai nạn nhưng Thiên Nhiên lại không nghe một chút nào. Chuyển cảnh buổi chiều Lục Phần đi gặp nhà đầu tư cùng người bạn, nhưng khi tới đây thì lại gặp Hà Lạc. Thật bất ngờ khi nhà đầu tư đến lại chính là Minh Thần, khiến cho Lục Phần rất bất ngờ. Nhiều ngày sau nơi công tác và làm việc của Lục Phần cũng được xây dựng xong. Hôm nay bạn thân của cô cũng chính thức ra tay đi mời chị Nhất Lệ về làm nhãn hiệu quảng cáo cho loại rượu mới của Lục Phần. Thế nhưng cứ tưởng là ok rồi nhưng chờ mãi không thấy chị ta đến. Khi mở máy lên thì thấy chị ta đang live bên chỗ của Thiên Nhiên, khiến cho đám của Lục Phần tức chết, nhất là cô bạn thân. Tối đến Kiều Nhất và Hà Lạc nói chuyện rất nhiều về vấn đề của công ty bây giờ. Hai người cứ tranh cãi về vấn đề doanh thu với nhau. Tức mình Kiều Nhất liền lấy bia ra rồi hai người cùng nhau uống say mờ mắt. Vì có tí vitamin lên không kiềm chế được bản thân cho nên hai người đã cùng nhau gia tăng dân số. Sáng hôm sau tỉnh dậy cả hai mặc dù biết chuyện nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn. Hai người sau đó cùng nhau ăn sáng, thế nhưng nhìn Hà Lạc có vẻ hơi bất ổn. Khi Kiều Nhất hỏi đến vấn đề tối hôm qua thì anh liền quỳ xuống và không quên xin lỗi cô. Hà Lạc cũng ngỏ ý muốn kết hôn với Kiều Nhất nhưng cô rằng anh đang bị điên.
Có vẻ là cô đã đồng ý hay sao, cho nên khi Minh Thần và người bạn đang ngồi nói chuyện thì Hà Lạc đã đi ra thông báo anh sẽ kết hôn với Kiều Nhất, khiến cho hai người kia rất bất ngờ. Trong lúc cuộc họp đang diễn ra thì Kiều Nhất đã kéo Lục Phần đi ra chỗ khác để nói chuyện. Vòng vo được một lúc thì cô cũng vào vấn đề, chính là muốn kết hôn. Cụ thể là kết hôn với Hà Lạc, khiến cho Lục Phần rất bất ngờ vì hai người yêu nhau bao giờ mà cô còn chẳng biết. Đặc biệt bất ngờ hơn nữa thì Kiều Nhất còn cho Lục Phần xem giấy khám thai của cô, khiến cho Lục Phần cảm thấy còn sốc hơn nữa. Rất nhanh sau đó hai người cũng đi thử váy cưới. Nhìn Kiều Nhất mặc trên mình chiếc váy cô dâu trông thật là xinh đẹp. Chuyển cảnh tại công ty, An Lạc chỉ gái Minh Thần đang phải đau đầu vì ông chú họ Hứa Tần. Cũng tại vụ lần trước ông ta hãn còn cay cú, cho nên bây giờ Hứa Tùng mới muốn cho An Lạc đi xuống đáy của xã hội. Minh Thần cũng về thông báo cho chị gái biết về điều này, nhưng chị thấy anh đang say nên cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Chuyển cảnh đến buổi lễ thẩm định rượu vang thường niên hàng năm, cái tên Lục Phần đã được nêu lên vì đã đạt giải nhất trong cuộc thi lần này. Cô và Kiều Nhất vui mừng nhảy cẫng lên trong sự sung sướng. Buổi tối mọi người cùng tổ chức bữa tiệc ở một nơi rất lãng mạn. Khi Lục Phần đi tới thấy anh đang ngồi một mình liền kéo đi ra ngoài, có ý định tạo cho anh một bất ngờ. Từ đâu hai chú em mặc bộ đồ thôn quê chèo thuyền đến đưa hoa cho Lục Phần, nhưng mà có hơi lỗi kỹ thuật một chút. Trong chuyện tình cảm, người đàn ông luôn là phải chủ động, thế mà không hiểu tại sao lần này Lục Phần lại chủ động tặng hoa rồi cả nhẫn để cầu hôn anh. Nhưng Minh Thần lại ậm ừ không đồng ý với lời tỏ của cô, vì trong lòng anh đang vướng mắc cái gì đó. Cũng vì thế cho nên Lục Phần cũng buồn bã mà rời đi ngay sau đó. Còn Minh Thần thì đến một quán rượu để giải sầu. Lúc anh say khướt rồi thì Bạch Băng ở méo đâu ra lại xuất hiện. Thế nhưng bây giờ Minh Thần đã say mờ mắt rồi, cho nên anh nhìn cô thì lại cứ ra hình bóng của Lục Phần. Đúng lúc hai người ra về thì Lục Phần được tác giả cho đi qua và nhìn thấy. Sau đó cô cũng đi về cùng Bạch Băng rồi hai người cùng ngồi lại nói chuyện. À, Bạch Băng thì vẫn không hết lòng mỉa mai Lục Phần. Cô ta cũng đã biết chuyện hôm nay cô cầu hôn và đã bị từ chối. Trong lòng cô ta rất vui sướng khi nghe được điều này, vì nghĩ mình vẫn còn cơ hội để tiến tới với Minh Thần. Nghe xong những lời Bạch Băng nói, trong lòng Lục Phần cũng có chút tủi thân, nhưng thôi, dù gì cuối phim hai người cũng đến với nhau cơ mà. Sáng hôm sau, Minh Thần thức dậy thấy tờ giấy mà Lục Phần để lại thì anh liền chạy đi tìm cô ấy. Thế nhưng lại không tìm được, vì Lục Phần bây giờ đang trên chuyến xe buýt, còn đi đâu thì cũng không biết nữa. Minh Thần cũng đi gặp ba người bạn thì được Kiều Nhất trách móc cho một trận về vụ tối hôm qua. Lục Phần hôm qua đã lấy hết can đảm ra để tỏ tình với anh, thế mà anh lại không đồng ý, khiến cho cô ấy bây giờ mới trở thành như vậy. Rất nhanh chóng anh bạn thân của Minh Thần cũng tìm ra được vị trí của Lục Phần. Thế nhưng anh lại không đi tìm mà để cô tự do tự tại một thời gian đã. Cô bây giờ cũng trở về quê chơi với ông nội. Vừa gặp cháu thì ông liền vui sướng mà ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau hai ông cháu đang định đi trồng rau nuôi cá thì thiên nhiên ở đâu đi tới đây. Cũng vì thế mà anh được đi tham quan vườn nho và thưởng thức rượu nho do chính tay ông nội Lục Phần làm. Thế méo nào mà khi hai người ngồi nói chuyện thì Minh Thần lại xuất hiện ở đây mới hay. Cô thì cũng chả có chút hứng thú nào khi gặp anh cả, Minh Thần bảo về cô cũng chả về. Nhưng khi ông nội ra nói một vài điều thì Lục Phần lại đồng ý về với Kiều Nhất. Ngày hôm sau Minh Thần dẫn cô tới một nơi nhìn có vẻ đang có sự kiện lớn sắp diễn ra. Khi Minh Thần cầm tay Nana bước lên thì Lục Phần đã không muốn nhìn rồi, còn có ý định đi về. Thế nhưng Hà Lạc đã cản lại rồi bảo hai người ua ia lại nhìn màn kịch hay. Sau đó, Minh Thành chỉ dắt Nana lên để công bố cô ấy đã chính thức đầu tư vào công ty An Lạc. Sau đó anh liền đi xuống dắt tay Lục Phần lên rồi tạo cho cô một bất ngờ. Anh liền bỏ chiếc nhẫn ra rồi cầu hôn cô ngay trước mắt toàn bộ khán giả ở đây. Đoạn video này đã được đến mắt của Bạch Băng, cho nên cô rất cay cú khi nhìn thấy hai người đã tiến tới mối hôn nhân với nhau. Vì đang thất tình cho nên cô đã gọi cho Nhất Giang rồi bày tỏ nỗi lòng của mình với anh. Vì đang say nên cô nói chuyện rất linh tinh, cho nên Nhất Giang cũng hỏi địa chỉ rồi đến đưa cô về. Đột nhiên có một ông chú dê sồm đi tới định có ý đồ xấu xa với cô, nhưng chưa kịp sơ múi thì Nhất Giang đã tới rồi giải vây cho Bạch Băng. Sau đó anh đưa cô về nhà thì Bạch Băng hơi lấn tới cho nên đã đè anh ra và hôn sâu đậm. Thế nhưng Nhất Giang không dễ bị lừa cho nên anh đã thoát ra khỏi vòng vây kịp thời nhằm tránh việc gia tăng dân số. Chuyển cảnh về chỗ của đôi nhân vật chính. Hai người bây giờ đã tươi tắn trở lại vì giải quyết được hiểu nhầm trong lòng của nhau. Ngày hôm sau cả hai cùng tới nhà chị gái của Minh Thần để ăn cơm. Chị cũng rất nhiệt tình chu đáo chuẩn bị sẵn cho hai người mâm cơm nhỏ hạnh phúc to để tiện chào mừng em dâu. Đến tối hai người cùng đi dạo nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Chuyển cảnh sang ngày hôm sau, Minh Thần cùng Thiên Nhiên gặp nhau nói chuyện. Minh Thần cũng nhắc về vụ tai nạn năm xưa rồi đưa cho Thiên Nhiên một tấm ảnh, nói người cảnh sát bên trong tấm hình này có ông cảnh sát có thể giải thích cặn kẽ cho Thiên Nhiên nghe. Anh cũng lập tức đi gặp ông chú đó thì được biết chuyện đó ông vẫn khá nhớ rõ. Vụ va chạm xe năm đó rất nghiêm trọng. Ông nhớ lúc ông đi thấy hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ đã về với ông bà tổ tiên. Khi ông tới nơi thì chiếc xe đã sắp bốc cháy bởi vì giò dầu. Ở phía sau cậu bé lớn Minh Thần chính là anh trai Thiên Nhiên, lúc đó đã bị thương khá nghiêm trọng. Sau khi kéo cậu ấy ra ngoài, chị gái định quay lại kéo Thiên Nhiên ra thì ông đã ngăn lại.
Bởi vì chiếc xe có thể bốc cháy bất cứ khi nào cho nên ông không để cho chị ấy mạo hiểm đi vào cứu anh mà đã để đội cứu hộ đưa anh ra ngoài. Thiên nhiên cũng hỏi kỹ ông cảnh sát xem có thật là lúc đó chị gái muốn cứu anh ra ngoài thì được biết là thật 100% vì lúc đó chị ấy còn cắn ông một cái. Ông đã cố ra sức ngăn chị gái lại không thì chị ấy đã lao vào cứu anh rồi. Lúc đó chị gái đã bị thương nhưng ông vẫn để cho cô vào để nhìn mặt em trai mình. Nghe xong những lời này thì cũng ngộ nhận ra được rằng mình đã sai cho nên cũng xách hộp quà mang tới nhà chị gái. Anh còn nhiệt tình bỏ món quà là đôi giày ra rồi đeo lên chân cho chị. Anh cũng xin lỗi chị về chuyện tai nạn nhiều năm trước vì anh đã hiểu nhầm. Mâu thuẫn giữa hai chị em cũng được xóa bỏ rồi, hai người cùng ôm nhau thắm thiết. Chuyển cảnh Nhất Giang sang nhà Bạch Băng thì thấy cô đang sập sình ở bên trong nhưng hiện tại người đã mềm nhũn vì nát rượu. Cô cũng kêu anh đi mua hoành thánh cho mình rồi không hiểu ở nhà dại dột kiểu gì mà lại đi lấy dao cạo lông nách cứa tay mới hay. May mà Nhất Giang cũng là bác sĩ nên anh kịp thời sơ cứu vết thương cho cô. Bên này Lục Phần đi thử váy cưới nhưng cô bạn Kiều Nhất không hiểu tại sao khi nhìn thấy bạn mình mặc trên người bộ đồ cô dâu thì lại bật khóc. Về chỗ của Nhất Giang và Bạch Băng thì anh cũng kể cho cô biết về vụ bệnh tình của Minh Thần. Vì nụ hôn của Lục Phần có thể giúp giảm đi được tình trạng bệnh của Minh Thần cho nên hai người đã tiến tới với nhau và yêu sâu đậm như bây giờ. Đúng là ảo ma Canada mà. Chuyển cảnh hôm nay Minh Thần đến gặp em trai để đưa cho cậu tấm thiệp mời đám cưới. Nhưng mà Thiên Nhiên lại báo bận vì anh sắp phải bay về Pháp công tác. Khi nghe anh trai nói bị bệnh thì Thiên Nhiên cũng ngồi lại lắng nghe anh trai giải thích và cũng được biết vụ tai nạn năm xưa không phải do sự cố. Đó là do Hứa Tùng làm nên chuyện đó vì ông ta muốn nắm quyền An Lạc. Buổi chiều là lúc Lục Phần đi chụp ảnh cưới. Cô vừa ngồi xuống được một lúc thì Bạch Băng đi tới bắt chuyện với cô. Tưởng cô ta đã hoàn lương rồi ai ngờ đến đây vẫn không hết lòng mỉa mai khen đều cô. Nói được một lúc thì cũng hết lời cho nên Bạch Băng cũng đi về. Lúc sau Minh Thần cùng hai người bạn cũng đã tới để kịp cho buổi chụp ảnh. Nhưng từ lúc nói chuyện cùng Bạch Băng xong thì tâm trạng của Lục Phần không được ổn cho lắm. Cô cũng lập tức rủ Kiều Nhất về nhà để đi ăn sủi cảo. Vừa về tới nơi thì trong đầu Lục Phần cứ nảy ra suy nghĩ Minh Thần đang sắp đặt chuyện gì đó với cô. Bởi vì mỗi lần khi anh mệt mỏi mà hôn cô một cái là như kiểu tăng thêm 1 tỷ% sức mạnh. Đang đâu có ba người buôn nhà đất đi qua đây bàn tán về ngôi nhà mà Minh Thần đang ở thì Lục Phần cũng lọ mọ ra hỏi. Hỏi ra thì biết được một số điều liên quan tới Minh Thần cho nên Lục Phần khẳng định anh đang sắp đặt chuyện tình cảm với cô nhằm mục đích gì đó. Bên chỗ của Minh Thần thì anh cũng biết được cô đã biết về anh được một chút gì đó nên cũng hỏi Nhất Giang xem có nên nói rõ ra cho Lục Phần biết hay không. Cậu bạn thì vẫn khuyên anh là nên nói ra nhưng Minh Thần thì vẫn ậm ừ mà không dám làm gì. Khi Nhất Giang trở về nhà thì thấy tờ giấy nhắn ai đó kỷ niệm lại ở trên cửa nhà anh liền hấp tấp chạy đi tới điểm hẹn với người đó. Thật ra là do Lục Phần làm để đánh lạc hướng anh nhằm lẻn vào nhà Nhất Giang tìm manh mối liên quan tới Minh Thần. Lọ mọ một hồi thì cô cũng tìm ra được kế hoạch về nụ hôn của Minh Thần. Đọc xong nội dung trong đó thì Lục Phần cũng biết anh đến với cô là vị nụ hôn. Sau đó cô đi về trên đường với vẻ mặt thờ ơ buồn bã vì nghĩ mình không phải là con người mà là một vị thuốc. Đến khi Nhất Giang về nhà nhìn thấy đống tài liệu quan trọng được lôi lên thì anh cũng biết là do ai làm vì buổi chiều anh đã bắt gặp Bạch Băng đi tới chỗ chụp ảnh cưới của Lục Phần. Rất nhanh sau đó cũng tới ngày cưới của Lục Phần và Minh Thần. Nhất Giang cũng lôi Minh Thần ra một chỗ khác rồi cho anh biết Lục Phần đã biết hết chuyện về anh rồi. Lục Phần cũng đi tới tận nơi rồi hỏi anh lừa cô từ bao giờ thì Minh Thần vẫn nhất quyết vẫn cố tỏ ra là anh không biết gì hết. Điều đó đã khiến cho Lục Phần tức giận liền tới chỗ ảnh cưới rồi xô đổ toàn bộ. Cô cũng chạy đi ngay tức khắc và không muốn tổ chức đám cưới với anh nữa. Nhất Giang sau đó cũng đi tới gặp Bạch Băng để trách móc cô ta vì cái tội đã cho Lục Phần biết bí mật của Minh Thần để bây giờ chuyện xảy ra như vậy. Cứ nghĩ là cô ta biết ăn năn hối lỗi ai ngờ lại không có chút nào và lại còn rất vui mừng khi biết hai người họ chuẩn bị chia tay nhau. Minh Thần cũng xuất hiện tuyên bố hai người từ giờ coi như không quen biết nhau còn Nhất Giang thì cũng như vậy. Vài ngày sau khi Lục Phần về nhà thì thấy một bức thư của ai đó gửi tới nhà cho cô, mở ra thì đó là của Minh Thần gửi tới. Trong đó là toàn bộ sự thật bấy lâu nay mà anh đã giấu cô, đọc xong thì anh cũng ở ngoài rồi gọi cô ra mở cửa. Thế nhưng hiện tại Lục Phần không muốn nhìn mặt Minh Thần cho nên đã kêu anh đi về. Nhưng tác giả lại bắt cô mở để cho anh vào nên Lục Phần lại phải mở nhưng khi vừa vào thì anh đã đè cô ra rồi hôn. Cô thì phản ứng nhanh liền đẩy ra rồi cho anh một cái tát. Anh sau đó cũng trao trả lại cho cô bản hợp đồng rồi hai người từ đây chính thức kết thúc hợp đồng làm ăn cùng nhau. Những ngày sau đó công ty của Lục Phần vô cùng khó khăn khi không thể tìm được nhà đầu tư. Lục Phần cũng đi ngỏ ý với các chủ đầu tư khác nhưng người ta đều không hứng thú với sản phẩm của cô một chút nào. Vài ngày sau vào buổi tối nọ đột nhiên Lục Phần đến nhà Minh Thần để thăm anh. Cũng chỉ vì bệnh tình của anh không được ổn cho nên cô đến chủ yếu cho anh hôn rồi đi về ngay. Hôm sau cô lại tiếp tục đi tới gặp nhà đầu tư để lấy lòng ông ta thêm một lần nữa. Thế nhưng lần này cô vẫn thất bại vì lý tưởng thương hiệu rượu vang của cô vẫn làm cho ông ta không hài lòng.
Ngay sau đó thì Minh Thần xuất hiện rồi thì nhà đầu tư kia có vẻ là đồng ý với dự án của Lục Phần hơn, về sau hai người cũng về nơi của Lục Phần. Thế nhưng cả hai chẳng nói chuyện gì mà chỉ ngồi nhìn nhau, mãi về sau Minh Thần mới mở mồm sẽ giúp cô nhưng với một điều kiện thỏa đáng. Hợp đồng của hai người lại trở về ban đầu. Lục Phần lại trở về nhà của Minh Thần ở nhưng khi cô dậy bảo anh hôn cô thì anh lại không thèm hôn mà chỉ nhìn chằm chằm. Khi cô đến quán ăn rồi mà vẫn thắc mắc tại sao ký hợp đồng rồi mà anh lại không hôn mình. Ở nhà Nhất Giang vẫn thường xuyên sang kiểm tra tình hình sức khỏe cho anh nhưng Minh Thần lại bảo anh từ giờ không nên thường xuyên sang kiểm tra tình hình sức khỏe cho mình nữa. Hai người nói chuyện về bệnh tình thì Thiên Nhiên ở ngoài cũng nghe thấy hết được những điều này. Vài ngày sau Lục Phần cùng Minh Thần đi tới thăm vườn nho của ông ngoại. Cô tự nhiên vả vào mặt anh một cái nhưng đó cũng chỉ là đập mũi giúp anh mà thôi. Cả hai sau đó cùng ra bờ hồ ngồi nói chuyện tâm sự, thế nhưng chưa nói được bao lâu thì Lục Phần cảm thấy chán nản quá nên đã bỏ đi. Đi một lúc lâu thì cũng mệt cho nên hai người cũng dừng lại để nói chuyện tiếp. Tại đây Minh Thần cũng nói cô là mối tình đầu của anh nhưng Lục Phần hết sức không tin. Khi cô định đi về công ty thì không may bị trẹo chân cho nên Minh Thần lại phải là người cõng cô về. Vào nhà anh còn tận tình sơ cứu vết thương ở chân cho Lục Phần. Hai người cũng nói chuyện cùng nhau rất nhiều điều nhưng mà vẫn không hết lòng giận nhau. Sáng hôm sau Minh Thần ngồi nói chuyện cùng Nhất Giang thì anh cũng cho cậu bạn biết là bệnh tình của anh đã cho chị gái biết. Nhất Giang vì thế mà nổi giận lên vì hai người từng hứa là sẽ không cho chị ấy biết. Nhưng bây giờ thời gian của Minh Thần cũng không còn nhiều mà chị gái là người hiểu anh nhất cho nên trước hay sau thì cũng phải nói chị ấy biết mà thôi. Còn Lục Phần bên này đi gặp nhà đầu tư thì hôm nay ông đã dẫn ấn tượng về màn trình diễn miêu tả về loại rượu vang của cô cho nên đã đồng ý đầu tư vào. Khi về công ty Minh Thành đang ngồi nói chuyện cùng Lục Phần đi Nhất Giang đi vào rồi kéo tay Lục Phần sang phòng khác để nói chuyện. Anh cầu xin So Ka Uy về với Minh Thần vì không có cô anh ấy sẽ ngỏm củ tỏi. Thế nhưng cô đã nhìn thấy hình bóng của anh bên ngoài cho nên cương quyết không đồng ý dù cho khi Minh Thần có xuất hiện thì Lục Phần vẫn không thay đổi ý định. Hai ngày sau Minh Thần quyết định ra đi tìm đường cứu chữa bệnh. Khi anh rời đi thì cũng là lúc Lục Phần trở về nhà, cô cầm lá thư mà anh để lại đọc lên mà không kìm được nước mắt. Ngày hôm sau cô đến công ty thì Nhất Giang lại tiếp tục quay ra cầu xin cô quay trở lại bên Minh Thần để giúp anh ấy thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Nghe được một lúc thì cô cũng cảm động rồi chạy đi tìm anh ngay. Khi cô chạy tới chỗ anh nằm việc thì Nhất Giang cũng kể cho cô sự thật về bệnh tình của anh. Chị gái Minh Thần cũng chạy tới khi nhìn thấy em trai được đẩy ra ngoài thì hai người phụ nữ phần nào vô cùng đau đớn. Khi vào trong nghe bác sĩ trưởng khoa nói về tình trạng bệnh của Minh Thành thì Lục Phần vô cùng đau lòng khi cô không biết sớm nên mới để anh thành ra như vậy. Sau đó cô cùng đi vào giường bệnh của anh rồi hôn anh một cái để tiếp thêm sức khỏe. Cô cũng xin lỗi Minh Thần rồi hứa từ giờ sẽ ở bên anh mà không đi đâu hết. Những giọt nước mắt của cô cũng đã rơi xuống tay anh. Hà Lạc đứng bên ngoài phòng nhớ về những kỷ niệm cùng Minh Thành mà cũng đau lòng day dứt khi nhìn thấy người bạn của mình sắp ra đi. Vài ngày sau Minh Thành được ra viện thì anh liền dẫn Lục Phần về nhà rồi hai người chơi trò tắt đèn của Ngô Tất Tố. Đột nhiên anh lại bật bóng đèn lên rồi lấy ra chiếc nhẫn đeo lên tay cô. Anh cũng nói ra hết tấm chân tình của anh từ khi gặp Lục Phần đến bây giờ. Hai người sau đó vì cảm động quá cho nên cũng hôn nhau đắm đuối. Hôm sau anh lại phải đến bệnh viện nhưng hôm nay khi Lục Phần đi thăm thì lại không thấy anh ở đâu. Trên giường bệnh của anh chỉ còn một lá thư là Minh Thành đã để lại cho Lục Phần đọc. Cô mở ra thì đây là toàn bộ những kỷ niệm của hai người từ lúc mới gặp nhau cho đến hiện tại. Đọc xong cô không kìm nổi được cảm xúc mà khóc nức nở, sau đó thì lại ngất đi may mà có Kiều Nhất và Hà Lạc trông thấy được. Về bệnh viện được Nhất Giang chuẩn đoán là mắc chứng bệnh liên quan tới tinh thần. Có thể ảnh hưởng về lâu về dài khiến cho dễ xuất hiện bệnh trầm cảm. Nghe xong mà mấy người bạn của cô vô cùng buồn bã khi thấy bạn của mình bị như vậy. Nửa năm sau Lục Phần đứng lên công bố về loại rượu mới của công ty An Lạc. Nói xong thì đột nhiên cô bị ngất đi khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Thế nhưng khi vào bệnh viện thì Nhất Giang chuẩn đoán cơ thể cô hoàn toàn bình thường không có biểu hiện của bệnh lý gì, chỉ là do làm việc quá sức nên mới thành ra như vậy. Sau đó khi Kiều Nhất đi vào phòng thăm Lục Phần thì lại không thấy cô ở đây. Lục Phần bây giờ đang đi tới một nơi nào đó nhìn view khá là đẹp. Trong đầu cô hiện ra vô số những kỷ niệm tươi đẹp cùng với Minh Thần. Bỗng dưng một hình dáng quen thuộc nào đó dần dần xuất hiện phía sau cô. Đó chính là Minh Thần nhưng khi cô nhìn thấy anh thì lại ngất đi vì quá sốc. Anh cũng chạy tới đỡ Lục Phần rồi liền hôn cô. Lục Phần cũng tỉnh lại rồi cả hai cùng hôn nhau đắm đuối. Phần review đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại cho mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực ra thật nhiều video mới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.